Đây là khu vực cửa biển của làng chài nhỏ ở Đức Long. Thì ở khu vực này họ đang san lấp để mà xây dựng khu dân cư, nên là ở làng chài này thì trong tương lai sẽ dời đi chỗ khác. Lúc trước thì ở đây có rất nhiều thuyền thúng, ghe thúng người ta đậu ở đây. Đây là một trong những làng chài cũng khá là lâu đời. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì dự án dân cư về thì họ là phải di dời thêm một lần nữa mà đi nơi khác. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đô TV. Thì bây giờ đang đi ở trên những cái gành đá nè, các bạn thấy những gành đá mà người ta để lấn ra biển ấy, người ta làm cái khu dân cư. Thì ở đây các bạn thấy là ở đây nó là một cái khu vực làng chài hồi xưa đến giờ á, người ta ở đây cũng rất là lâu đời rồi. Nhưng mà bây giờ nó có cái khu dân cư thì họ đang đổ những cái khối xi măng xuống đây để họ ngăn những cái dòng nước để mà đắp bồi đắp lại cái khu vực này thành một cái khu dân cư. Thì trong tương lai gần thì cái khu làng chài này nó sẽ không còn nữa và người dân sẽ di dời đến một cái bến khác. Thì nói về khu vực này thì những cái thông tin mà mình tìm hiểu được thì cái khu vực này lúc trước họ cũng đã đến đây một lần. Sau khi các khu vực nhà chỗ cửa biển giải tỏa thì được di dời họ về đây. Và sao họ sống đây cũng gần hơn 20 năm rồi. Thì bây giờ lại có một cái dự án nữa nên họ lại phải tiếp tục đi. Tuy nhiên hiện tại bây giờ mình thấy cũng còn khá là rất là nhiều nhà. Họ cũng bám biển, họ sống ở đây. Đến khi nào mà dự án hoàn thiện thì chắc chắn sẽ dời đi một nơi khác rồi. Thì ở đây chủ yếu là họ làm bằng nghề ghe thúng, tức là đánh bắt gần bờ. Và các loại hải sản đây bao gồm mực, cua, tôm, cá các nha. Ở khu vực này thì họ chủ yếu đánh bắt bằng thúng nhỏ và những chiếc ghe nhỏ đang đậu phía kia kìa. Đó. Thì ở đây thì họ đi khoảng lúc 12 giờ đêm. Thì đối với những cái ghe gần thì họ giờ này thì họ vào, giờ này khoảng 7 giờ mấy sáng thì họ vào. Thì những cái ghe gần ở đây thì chủ yếu là đánh lưới bủ vây ở gần bờ thôi. Còn đối với những cái ghe mà đi khơi thì đi xa hơn. Đối với những cái ghe nhỏ thì đi đây cách ở đây khoảng 6-7 lý, thì quy ra cây số thì khoảng 10-15-16 cây số thôi. Còn đối với những cái ghe lớn, những cái ghe, đối với những cái ghe mà đánh khơi thì họ sẽ đi xa hơn để đánh nhiều loại hải sản hơn, ví dụ như câu, mực, rồi bắt ốc đồ đó thì họ sẽ đi xa hơn ha. Cái bột xà lan cẩu vỏ sắt neo đậu đây, nhưng mà mình thấy như neo đậu cũng lâu rồi sao á. Ở đây thấy có lớp đất hệt nó vùi bụng bên mạng cái xà lan này. Nói chung vô đây giống như một cái ốc đảo vậy. Ở đây là để lắng biển thì họ xây dựng rất là nhiều khối bê tông này để họ lắp xuống biển đây. Bây giờ mình sẽ đi lên vòng khu vực kia mình coi thử là người ta đánh bắt về có gì không ha. À, chú trên Nhân Thánh, chú xuống này chú đánh ha. Ờ, Đức Thắng. Tại sáng đi gặp chú này đang đánh lưới nên mình cũng đi theo xem chú đánh lưới thì thế nào. Tại lâu rồi không có thấy, không có biết cái cách đánh lưới biển. Ở đây có một cái mái chèo bị hư sao. Này, nhìn đẹp không? Cái mái chèo này mình chèo cũng được nè. Cái này lứ bao nhiêu mét chú à? Một tấm. Một tấm hả? 40 mét hả? 70 mét. Rồi thông thường thì mấy ngày kia thì chú đánh ở đâu? À, chỗ đi chỗ nào cũng bị có. Vậy con này có mũi điện, có mũi tùm lum, có đi hết hả? Ồ vậy hả? Tôi đi bỏ. Rồi chú đánh ở đâu, là bán tại đó hay là sao? Tôi mua bán của con về nhà. Không có đem về nhà hả? Về nhà người ta lấy ra. À. Tại mình đánh cá tươi á hả? Con có khi đem về nhà mình sống luôn. Dạ.
Rồi ở đây mà chú đánh thì khoảng mấy giờ là mới về? Một giác thì cầm khoảng một tiếng không? Muốn nhanh lắm, muốn nó đuổi kéo à. Ôi vậy ha. Con tưởng đâu là quánh xong cái để đó à, quánh lưới biển thì mình phải điện thì nó, mình phải vùa. Nó đi 12 1 giờ nó nằm tới sáng. Đó này là quánh bao xong rồi. Vô bờ nó đuổi nấp cái cá nấp này. À cúp ở trong cái phần nẻ ha. Nó tấp vô đây thôi, cái cầu gì lớn. Phải đánh xa, đánh xa ra. Sơn Hà con. Hình như con thấy dưới kia người ta cũng đang có bủa gì đó không? Bủa lưới hay sao? Ba lưới xong á. Dạ. Nó bán ghe lưới á, nó đi bây giờ nó kéo lưới vậy. Dạ, thì ghe lưới là đi gần ha chú ha? Mấy cái thúng nó đâu dám đi xa đâu. Dạ. Còn mấy ghe kia thì họ đi khơi xa hơn chút. Ghe có con ghẹ kìa. Dạ. Ừ. Cô đầy lưới. Trời. Còn ba khí á. Ba khí hả? Thằng bắt mình sống nó bự chuông cái máy ống này ra bắt lần có ở đây thấy mình thấy có một con ba khí nó nằm ở trên bờ đá kìa. Chuông cá nhiều lắm chưa nhọt đó, chuông cá nằm kia thấy ngựa đấy ít nữa. Mình thấy này rất là nhiều luôn. Bây giờ chú sẽ lấy lưới chú quay rồi xong chú sẽ đuổi cá hả, rồi mình cũng sẽ theo chân chú để mình chia sẻ video này cho tất cả các bạn cùng theo dõi về nghề đánh lưới biển nha. Con cá nhiều mà ông là nó thấy cái mạng nó quậy thì hết là chắc không biết khu vực này đâu chú anh. Chim trời cá nước mà ai biết nó đi khúc chỗ nào. Đây bây giờ chú sẽ đi ở đây. Rồi nếu các bạn theo dõi đến đoạn này rồi thì hãy giúp Đô TV đăng ký kênh ha. Các bạn nhấn vào nút biểu tượng quả chuông để theo dõi các video tiếp theo trên kênh Đô TV khi mà Đô TV ra những cái video mới. Ở đây mình thấy những cái cục khối xi măng mà người ta bỏ xuống biển thì có rất là nhiều các cái con sò nó bám vào. Rồi giờ chú mình thấy chú bơi ra đó, mình để coi thử chú sẽ đánh lưới như thế nào. Tại mình hồi xưa giờ nếu mới đánh lưới xong á thì mình thấy sẽ ghi một đầu vào bờ. Ra ra đó, chú chỉ mình là chú thấy là cá nhảy nhảy đó. Bây giờ chú sẽ tháo ra để mình cố gắng mình quay sát sát lại cho tất cả các bạn coi nè. Bây giờ chú tháo lưới ra và để mình coi thử là chú vây như thế nào. Như nãy mình các bạn biết là khi mà thả lưới xong á thì phải một đầu ghim vào trong bờ và họ sẽ đi thả vòng. Còn đối với biển này thì biển sóng nó đánh rất là nhiều nên là không biết là chú sẽ thả bằng cách nào ha. Đây là lần đầu tiên mình đi xem gặp được chú đánh cá. Bây giờ chú thả một đầu xuống thôi, chú thả một đầu xuống dưới biển đó, các bạn thấy ngay chỗ mà cái phao nó nổi chớp chớp không đó, đó là một đầu thả mà mình nghĩ là chắc đầu đó nó phải có chì thì nó mới giữ được. Là bây giờ chú đang bơi vừa thả một vòng này các nhà. Ở đây mình thấy chú sẽ chọn đánh ở khu vực này nè, chú nói là ở khu vực này là có cá, nó sẽ nằm ở trong khu vực mấy cái khối bê tông này đó. Và chú sẽ bao một cái mảnh lưới của chú thì dài khoảng 70 mét. Sau khi thả hết 70 mét thì một đầu chú sẽ bao dần vào bờ và sau đó chú sẽ đuổi cá. Thì đánh một lần một ngày như chú nói thì chỉ có đánh khoảng 2 giác, thì một giác cũng rất là nhanh thôi. Tại đánh cá biển thì không có phải đánh chờ như cá sông, mà đánh cá biển là khi thả xong là phải đuổi, giống như đuổi cho nó cá mất hồn, nó chạy ra nó dính lưới rồi xong thu lưới đem lên gỡ thôi. Rồi mình thấy chú thả xong rồi cả nhà.
Bây giờ các bạn thấy bây giờ chú dùng cái nón ấy, hồi nãy bây giờ chú đập, đó là chú đuổi cá đó. Chú bơi, chú sẽ quấn lưới, chú đưa lưới vào. À, mình thấy ở phía dưới lưới đúng là nó có một cục chì nhỏ để nó giữ cái điểm neo. Thấy chú gỡ một đoạn cũng gần xong rồi. À, bây giờ mình thấy là chú đã thâu xong lưới rồi các bạn ạ. Còn vào từ trong cái giác đầu tiên của chú, cái thành quả thu được ngày hôm nay là như thế nào ha? Không tốt, không gì hết. Thất bại hả chú? Ừ. Trời, sao thấy cá, con thấy cá nhảy quá trời mà ta. Hồi nãy thì trên bờ thì mình đứng mình thấy có cá nó nhảy. Nhưng mà khi mà chú thu xong rồi chú thông báo là cái giác đầu tiên là thất bại rồi. Không có một con cá luôn. Rồi nãy chú vừa bước lên trên đây nó trơn té bị xước chân nè. Trời. Không có gì. Rồi. Khúc vậy mà không có con cá nào vô luôn hả? Con thấy chú bỏ xuống hai đầu nó đứng im là nó có chì không chú? Dạ. Yeah. Mới sáng sớm mà chú bị chảy máu rồi. Nãy lên bờ kênh cái bờ đá nó chợt. Đó, xong rồi. Thì chú muốn là có cá thì sợ lắm nó được ăn cá ăn, nhưng mà đợt này muốn không ra. Dạ. Năm nay đâu. Năm nay cá đồ hiếm hả chú? Năm nay biển chắc cũng không có trúng lắm đâu, thấy chắc ghe đồ đi cũng dầu xăng dầu kia đó mà quấn cá. À. Rồi bây giờ chú về hay là chú đánh thêm giác nữa? À. Mới sáng sớm rồi đánh không có cá mà bị thương luôn nên chú hơi tranh thủ. Thôi chú ngày hôm nay là chú đi về luôn. Chú không đánh nữa. Rồi giờ chừng chảy máu hết rồi. Tụ luôn hết. Dạ. Mới đánh lưới vô hả chú? Hay được cá nhiều không chú hả? Hôm nay dạ. Cái này chú đi lúc mấy giờ chú hả? Thì lúc 3-4 giờ. Ở đây chú đang gỡ cá. Khúc này ăn cắp quá. Nó lấy con trộm nó lấy quá. Nó lấy cái gì chú? Ủa nó đang cắp lưới luôn hả? À. Bữa nay ăn trộm lộng hành quá hả? Nhà chú ở đây luôn hay sao? Rồi chú đi cá về là bán tại chỗ luôn hay là chú đeo lên chợ? Ồ chú đeo lên chợ chú bán. Chú bán trên chợ bán khúc chỗ nào chú? Bán chợ nhỏ đó. Chợ nhỏ. Chợ Cẩm Sinh hả hay là chú? À chợ Vĩ Đài. Chợ Vĩ Đài là trên khúc trên đây. Con tưởng đâu là chú đi vậy là chú bán lại cho lái rồi về chứ. Ở đây có bà xã chú đi bán hay là sao? Bà xã đi làm thanh long rồi. Ồ. Đi vừa cho mấy con nhỏ bán. Dạ.
Như bên kia là mấy cái cô đang thu mua hả chú ha? Chờ thúng vô. Dạ. Chờ thúng con đi vô. Bữa nay thúng neo đậu ở bến này nhiều lắm các bạn. Tại vì đi cái mùa này thứ nhất là gió nhiều, thứ hai nữa là không có cá. Đánh bắt thì không được bao nhiêu hết, lỗ tiền dầu, tiền xăng, nên là họ nghĩ là đa số nhiều. Ở đây mình thấy cũng còn lác đác những cái thuyền thúng họ đi vào giờ này. Thì bên kia cũng có mấy cô đang chờ để mà thúng mối mang của mình vào để mà mua. Tuy nhiên mình thấy cũng không có cá đâu. Cá cũng nhỏ thôi chứ không có nhiều loại hải sản. Thì ra đây mùa này bây giờ ngồi ở đây mình thấy nó rất là mát. Nhưng mà chỉ có mấy cái chòi người ta dựng lên, ta che nắng để ta mua hải sản thôi. Chứ còn xung quanh đây là bờ kè người ta xây dựng khu dân cư hết. Thì mình nghĩ cũng không khoảng một thời gian gần thôi thì khu vực này nó sẽ không còn những cái hình ảnh thuyền neo đậu ở đây nữa. Mà sẽ đi về một vị trí khác để nhường chỗ cho dự án khu dân cư. Rồi thôi, video của mình xin kết thúc ở đây ha. Nếu các bạn và các anh chị, các cô chú đã xem tới đây thì hãy giúp Đô TV đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để theo dõi các video tiếp theo trên kênh Đô TV này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị, các bạn, các cô chú ở video sau. Bye bye nha.